Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn vẽ về một cái lọ hoa. Cái bài tập này trước nữa tôi cũng từng làm mà cái này nó cái kiểu dáng nó khác thôi, cách làm nó cũng vậy ha. Cho các bạn ôn lại các kiến thức và những lệnh cơ bản ha. Thì mình sẽ tạo mặt phẳng và mình sẽ sketch 2D trên trẻ nếu mà nào các bạn chịu khó theo dõi nhé. Nếu các bạn thấy kênh YouTube của mình hay và bổ ích, các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nữa nhé các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng phát triển kênh YouTube của mình hơn nữa. Kênh của mình làm cũng lâu rồi nhưng mà lượt xem cũng khá là hạn chế ha các bạn ha. Mình cũng hy vọng mà phát triển hơn, cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian vừa qua nhé. Ok nhé các bạn ơi. Mình hy vọng kênh YouTube của mình mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ giúp mình nữa nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Làm những cái video hướng dẫn như thế này cũng khá là mất công các bạn ha. Mình không có thời gian nhiều, đâm ra trong quá trình mình làm có gì sai sót mà các bạn cũng thông cảm nha các bạn ơi. Ok nhé các bạn. Sau khi mình đã vẽ xong hết cách tiết diện, tiếp theo mình sẽ dùng lệnh lót nha. Đó, mục đích của mình là vẽ cách tiết diện dùng lệnh lót thôi. Ok, bên này là bài tập thực dạng cơ bản nè. Các bạn di chuyển cái điểm nó ra đây nha, cho nó thẳng hàng nha các bạn. Ok đó, các bạn dùng lệnh lót thôi.
Ok, các bạn có thể search. Rồi ok, chọn ở đây nhé. Rồi, nó sẽ xem một cái đường thẳng các bạn. Bạn thích chọn xéo xéo cũng được, lát nữa mình cũng sẽ làm nó xoắn lại mà các bạn. Lệnh fillet nhé, bo tròn lại các góc cạnh cho nó nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian vừa qua. Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nữa nhé các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, sau khi xong chúng ta tiến hành dùng lệnh sell nhé, sell tạo cái vỏ cho nó, ok ha. Rồi đó, theo cái bước cuối cùng chúng ta dùng cái lệnh flex, rồi chúng ta xoắn cho nó nãy phần lót. Các bạn có thể là tạo xoắn cho nó được, mà tạo xoắn bằng flex thì mình thấy nó độ xoắn của nó nhiều hơn là lệnh lót nữa các bạn. Ok, nó sẽ xoắn nó khác lại flex một tí. Nó có cái phần cong 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 các bạn thấy không? Rồi ok ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Rồi, cảm ơn các bạn ở đây nhé. Ok.